It's arrived. It's arrived. Yes, it's arrived. Đấy rồi. Oh my god. Hồi xưa đi shopping 1.400 euro, bây giờ đi mới là shopping 14.000. Tại vì em là vừa win mà vừa về Black nữa. À tất cả. À. Hai cái này đúng không? Một cái. Cái giữa đó mày. Dạ. Chắc là mình sẽ so sánh tại Phương đi, mình đi Bamboo, còn về mình đi Việt Nam Airlines, rồi so sánh đó rõ luôn á. Noise cancelling. Anh đói bụng quá chị. Cảm ơn em. Có gì đâu mà không biết. Em có nghe. Bây giờ thiếu một cái vali. Đây cái vali ạ. Dạ. Hay là nó còn ra ông trong cái tech anh là không thấy nó còn ở Sài Gòn. Mà nó trong nó chiếu ngay cái chỗ của sân bay luôn. It's arrived. It's arrived. It's arrived. Yes, it's arrived. Đấy rồi. Oh my god. It's blue. It's arrived. It's there. It's here somewhere. Thank you so much. I'm so happy. Thank you. So, Maven Cup can come now. Thành phố nhớ. Dạ. Nhà lầu mới đẹp chứ.
đi là chỗ này là khách sạn này, trong đây có casino. Bọn nói là đây gần center, tưởng gợi sai tưởng. Dạ. Đâu có xa center. Thì là mình tưởng mình đang ở một thế giới nào. Yeah. Các mình chưa định vị được. Nhưng we are one room. Oh, you are one room. One room, one room, one room. Together, yeah. That's my bed, right? I thought it was it's my boyfriend, so it's my partner. Yeah, yeah. King room, yeah, it's, a, yeah, it's one bed. On the high floor as well. Okay. The flat. Đầu tiên mình chọn là nhà hàng mình đã ăn cách đây 4-5 năm trước. Ok. Ngủ giấc cũng đã ghê. Con ngủ là tối nay tắm luôn á. Dạ. Con ngủ tối nay khỏi đi chơi luôn. Nãy vô là anh ta thấy cái cục này rồi. Đây là wow. Đây cái món này hấp dẫn. Đó, cái cục thịt thấy đã vậy rồi. Ở bên Úc là cũng chuyên ngôn cù á, biết không? Ăn cù Úc cũng nhiều. Chuyên ngôn về thịt. Ở đây qua đang trái cây. Rồi như đây là Úc là trái cây, rau cải, đồ ngon lắm. Nó xuất khẩu nhiều lắm em. Yeah, sure. Espresso? Espresso? Yeah. Single, double? Double, please. Double espresso? Big yeah, me too. Espresso? Always the same bags. Always they have the first one look different. Yes. Yeah. We have always like. And anh đéo này đi lúc nào? Đi đâu? Phố. Phố. Thank you.
mua mà từ bên Ý bây giờ mới có cơ hội ra Melbourne. Ra Melbourne mới mặc. Melbourne nó định thành công là giờ này nó bắt cho anh mặc áo. Đúng rồi. Giờ đang mùa hè. Dạ. Mà bây giờ vừa hợp lý luôn. Không nóng, không lạnh. Không thời tiết tốt. Dạ. Mấy chiếc em đang chờ nó cũng đáng tin đấy, bây giờ mình lên ăn đã. Dạ. Mình chuẩn bị lên ăn đây. Ok. Em tới hôm qua à? Hả? Vừa tới hôm qua. Anh tới hồi sáng hôm qua luôn. Dạ. Bây giờ 8 giờ rồi. 8 giờ sáng. Mà lúc sáng cộng thức dậy là 6 giờ sáng. Đúng. Thì thức dậy không nổi. Ở nhà có bao giờ thức dậy 6 giờ sáng rồi. Đâu. Đấy. Thấy không phải mất 2 ngày nữa mới quen. Về rồi đó. Ờ, đúng rồi, 2 ngày. 2 ngày nữa mới quen. Quen xong rồi đi về. Quen xong đi về. Đấy, nói với em bên đây. Gì đó, ờ, mất gì hả? Lại, đâu coi coi. Hôm qua em cũng mới mua cái nồi. À, ồ. Ồ, ồ, đẹp quá ta. Ồ. Được chưa? Rồi, với cái bộ màu hồng luôn. Em mặc cái váy Dior hôm trước đấy. Ờ. Đây nó colorful mà. Nó ai đây? Nó quần rúm. Trông đẹp hết nhỉ. Hoa thấy cũng muốn mua thêm được cái nón của Brioni. À, Brioni. Mấy cái nón mà rơm á. Mà nó làm của Brioni đẹp bình thường. Đang nghĩa mấy kiểu mà nón của May vậy. For really, really big sizes, like for them. I can take both. This is for the bedroom, and this is for the couch. so bright. We have two dogs. Two dogs. And they jump on the sofa. Hai con chó mà nó nhảy lên nó dính mấy cái này. Is that big one? No, this is very small. It's about our the reason I'm asking for. Yeah. Có hai cái đồ cho ăn chó ăn đẹp khủng khiếp em. 1800 Australian dollar, so around 1200 for Emma and Anton. Đẹp khủng khiếp em. Đó. Yeah. You like it? I like it. Nhưng mà có hợp với nhà mình không? Nhà mình thì country. Do you have something similar? It's too much pattern, no? This, we don't need this one, we don't need this one. Cái này nó có cái gói nhưng mà không. Hồi đây cái mình. Sao gì nữa thì nữa. Phải nằm đâu bên này. Bên kia kìa. Today more than yesterday. Oh my God. More than yesterday. Hôm nay là 14 ngàn, hôm qua là 12 ngàn.
Cái áo này tới 6,000. Hồi xưa đi shopping 1,400 euro, bây giờ đi mới là shopping 14,000. Japanese style. Hello. Hello. Cái này là đến du lịch. Phải đốt trong phòng thôi nha. Để cho nó đỏ mình đem theo du lịch. Ở bên này nhiều. Sao mình đi Úc hay đi ở Việt Nam sao mình ăn đi cha hay chị lìa mình có một cái mình luôn mình có một cái ok chị lìa tối hôm qua chắc nôn không ngủ được hả? Em đã biết là what nhiều lần là càng nôn chứ nhưng mình biết nó là sao càng nôn em bình thường nhưng mà em thích mặc quần áo đẹp thích đội nón chứ. Nhưng mà chị Ly kể mà thấy không nôn luôn á. Chị Ly kể mà thấy không nè. Công nhận. Kỳ này mình phải đi luôn á nha. Đúng. Chị Ly kể cái này bao nhiêu năm rồi đó. Đúng. Phải đi để cho nó biết một lần là thế nào là giới thượng lưu, người ta có những cái thú vui ấy, trò chơi. Ở Việt Nam mình sẽ có nhưng không biết bao giờ sẽ có. Dạ. Và cái chỗ này người ta cũng chia ra đúng không chị? Có là chứ. Phòng VIP là với thân lưu. Còn nghe tới 100,000 người người ta đúng tham gia rồi. Nhưng hôm qua Thái Công gặp ông Arthur Ingrid, ông đấy là một tỷ phú chuyên môn mà ông ấy ăn trưa với mình hôm qua đấy. Yeah. Ông đấy là một tỷ phú chuyên môn làm về ngựa của Úc lâu đời rồi. Anh đấy là ở phòng Chairman. Chúng mình là ở phòng Roser. Phòng Roser cũng vẫn là phòng của những người nổi tiếng mà giống kiểu hơi nghệ sĩ một tí. Thì em chọn cái phòng này để cho mấy cái người mà có tính chất xem với chúng mình, họ ở đấy thì chúng mình sẽ vui hơn. Yeah. Nó phù hợp với chúng mình hơn. Còn nếu cần thì chúng mình có thể ông ai thường cũng mời Thái Công đi qua phòng Chairman đó. Phòng Chairman là phòng của những người mà top ở đây đó. Đúng rồi. Thì thực ra là Melbourne Cup như hôm qua Thái Công biết là nó 80,000 người sẽ tham gia. 80,000 người. Yeah. 80,000 người thì bây giờ làm sao mà có các cái lều, làm sao mà chứa đủ. Thế cho nên là lý do là tại sao là những cái lều là mình phải book long time ago và vé của nó very high. Không, nhiều khi mình book không được luôn đó. Book không được chứ. Không được luôn. Không có được nghĩa luôn. Là mình mua không được. Dạ đấy. Đó là không mua được không? Luôn. Mình mua là cái này là phải thứ nhất là phải quen, thứ hai là phải mua từ rất lâu rồi, mình phải có chuẩn bị. Và những cái lều này nó chứa được rất là ít người. Yeah. Một cái lều chắc là chỉ khoảng được 50 người thôi. Yeah. Cho nên là nhỏ vậy. 50 100 là cùng thôi. Oh, còn thì mà đến nó 80,000 người thì ta không phải hiểu dưới public á là người ta serve nhân dân người ta chứ. Đương nhiên là ai cũng có thể vào đây. Nhưng mà vé mua kể cả dưới public cũng mua rất khó. Và phải mua từ trước rất lâu rồi. Không giống như, mà tương tự mình đi mua concert đi thì ai không mua vé được. Đúng. Nhưng mà vô concert là ai ngồi hàng đầu. Chính xác. Ai ngồi này. Này. Ngoài đường mà người ta còn bắt đầu rồi nè. Đó. Hồi nãy mình không đem dù theo. Chết. Trời. Không sao, mình đi thẳng vào đấy mình ngồi không sao. Thằng mới thêm mua cái dù. Đấy bà già mà mặc đẹp không? Nhiều ha. Cái văn hóa của họ ấy. Cái văn hóa của họ là như vậy. Thế thì em thấy cái này nó ảnh hưởng từ bên Anh nhiều lắm luôn á. Tại vì khi mà em đi coi Wimbledon là cũng là về tennis á. Là đi tới cái làng chỗ đó là Wimbledon á, là mặc đồ rất là sang trọng. Đúng rồi. Áo vest mà có nghĩa là giải tennis duy nhất mà áo vest rồi cái ngày đó rất là đặc biệt luôn. Cái Melbourne Cup này cũng vậy, nếu em không mặc áo vest người ta sẽ rất là lịch sự từ chối không cho em vào. Dù là em có vé 10,000 đô, em có làm lại chairman hay vé gì, người ta cũng mời em ra, trang phục là phải đúng yêu cầu. Phụ nữ là phải đội nón như là chị Ly đang đội đây, nếu mà không đội nó họ cũng mời ra. Ông người ta ở đây người ta có mấy có cái giải nữa, giải là best dressed man, best dressed woman. Rồi cái nón đẹp nhất. Yeah. Đó, rồi người đàn ông mặc đẹp nhất. Thật tận là Thái Công Huy lại được người đàn ông mặc đẹp nhất chứ. Người ta sẽ có ban giám khảo đi lẫn vào trong các cái lều rồi dưới nhân dân luôn ấy. Xong rồi sau người ta sẽ chọn ra một cái người mà người ta sẽ chụp ảnh cái người đấy bằng camera mà mình không hề biết. Sau đó người ta sẽ chọn ra một cái người mà thông thường ấy, người ta chọn mấy người chủ ngựa lắm. Em nghĩ chắc
Thế người chủ ngựa cũng sẽ mặc rất đẹp. Thật, chủ ngựa nhé, em nghĩ trong trận Melbourne Cup ấy, là trận vào khoảng 3 giờ chiều trận số 8 ngày hôm nay ấy, là chủ tất cả các chủ ngựa ít nhất phải là triệu phú, vận tỷ phú. Bởi vì con ngựa nó bay sang đây bằng máy bay Boeing. Ngựa đến từ Pháp, từ Anh, từ Nhật, từ Ả Rập, Ai Cập, từ Seoul, từ nói chung từ everywhere các cái nước ở trên thế giới, và nó đều bay đến đây bằng bằng Boeing. Đi cùng với con ngựa là có một ông nài, một ông bác sĩ, một ông trainer, nghĩa là người huấn luyện ngựa, và một khoảng ít nhất là 5-6 người để chăm sóc, tắm rửa, kỳ cỏ. Nghĩa là con ngựa đấy em nghĩ nó còn được sâu hơn cả chúng mình ấy. Thank you. Lovely. Thank you so much. Thank you. So, này là 80.000 người. Dạ. Không phải là ở đây là đang đông đây đó. Bây giờ phải tìm cái chỗ lounge. Người ta không có invitation. Nhưng mà nhìn vô đây đỡ là mua vé rồi nha anh. Nhưng mà chắc là vé rẻ. Thì giống như em đi với mình vậy. Đúng rồi, y chang. Ai không mua vé được. Nhưng mà cũng không phải dễ là khi mình này muốn vô trận cũng là khó rồi đúng không? Dạ. Vô tennis em xem thì giống giống thì có phòng VIP. Vô mấy cái lều là khó. Có là em thấy mình thuộc về nhà băng thì em có một cái account nhà băng nào bao nhiêu triệu đô la đó thì em mới được mời. Dạ. Ở cuối cái thằng kia là khán đài là sẽ cho số đông, còn với kế bên mà khán đài mà có cái tiếng là VIP. Là nó chạy á thì cái điểm mà điểm mà finish vào đây là đây the winning ball rồi. Ok thì đang trong mà thắng á phải vượt qua lại mình ngồi lại đây là thượng hạng luôn á. Wow, đây là ngồi đây là có thượng hạng luôn, là mình thấy ngay cái chỗ mà người ta chạy qua. Biết cái trận con về nhất của cái trận số 7 á, nếu mà thắng là 7.750.000 đô, ai có thể tưởng tượng. Hôm nay thời tiết không có được đẹp lắm, mưa rồi. Hôm nay đến chúng mình bước vô thì là lucky rồi, chuẩn bị rồi. Lúc mà mưa là chết đó. Đúng rồi đó. Lúc mà mình ngồi trong sân á là mưa, mà thì mình xuống hơi hết mưa. Cái mình đi vô long lại thì mưa lại, hay không giống như là trời che mình vậy đó. Ông trời gọi là đãi kẻ hiền lành. Bây giờ mình vô đây. Có điều là cái không không hiền lắm mà vẫn được đãi. Hiền. Bữa nay mưa nó chạy được không? Anh Mỹ bảo sẽ chọn cái con ngựa nặng hơn thì cái đường nó sẽ kiểu lầy hơn ấy. Đó, thì cái con ngựa nặng hơn nó sẽ đi nhanh hơn. Nhưng mà mưa người ta vẫn đua bình thường. Bình thường chứ, bình thường. Bây giờ sang mấy? Hả? Sang mấy tuổi? 72. 72. Oh my god. 72 tuổi mà không có cần mắt kiến luôn á. Cái gì cũng chưa cần. Cái gì cũng natural hết. Đây là cái đường đua của Maragui. Đó. Nó vẫn tương tự đúng không? Nhưng mà cái khán đài nó, mình là chạy Việt Nam ngược kim đồng hồ. À, thì mình á, mình là chạy từ đằng này qua. Đây là khán đài nè. Mình start từ đây. Còn đây á là ngàn 8, ngàn 6, ngàn 4, ngàn 2 và 1.000. Mà chạy đây, về đây, đích là đây.
Rồi cái Maragui lớn á, bao nhiêu hecta tất cả anh ấy? 300. 300 hecta. Ừ, 300. Là từ hết cái dòng này hecta. À, hết cái này yeah. 300. Thì nó có góp hỗ trợ nè, rồi có đường đua yeah. ngựa nè, đây là đường đua chó nè. Yeah. Đương nhiên là mình không có bao giờ lớn bằng nó được. Cái đòi mà thái công thiết kế cho nhà để Chi Ly là đây đúng không? Ờ đúng rồi, đây. Cái đồi trên đó hả? Cái đồi này nè. Ờ, đồi này đồi bự nè. Đồi bự đó. À còn cái đồi này đồi em nè. Dạ. Yeah, à. Theo ông thiết kế với anh chị là cái nhà ở đây là dòm thẳng đây luôn đó. À dòm thẳng xuống là. Còn là ai mà ở đi đây là dòm lên là thấy cái nhà Mỹ đây luôn. Đúng, đúng, đúng. Wow. Dạ hả? Đua sắp về tới. Đang đua đang. À wow. Ở đây là chỉ có 70 hecta thôi chị Ly, mà ở Paraguay tới 300 hecta. Nhưng mà anh chỉ dành 70 hecta làm trường đua như này thôi. Mình làm 69 hecta. Anh kia làm biệt thự mà. Ồ dạ dạ. Nhưng mà trường đua là 69 hecta. Chẳng là bằng cái này luôn á. À bằng cái này. Trời nó vô kìa. Oh my god. Ê đi. Wow. Em nghe gì đó cưới nữa. Cái người nó có ngồi xuống đó, cái con ngựa đâu. Anh Mỹ có kế hoạch hay đó, anh mới lên trên núi ở đâu anh Mỹ? Maragui. Không, núi mà anh về cho mấy đứa con ngựa về á. Trên miền Bắc đó. À, Hà Giang. Hà Giang. Phải trên cho mấy đứa nó lên núi. Cái chân nó mạnh, cái nhỏ con nữa. Cho nó cưỡi ngựa. Nó lớn lên từ đó. À. Rất, cái đầu ngũ rất tốt. Dạ. Không biết là trên đây nó cũng cưỡi ngựa nhiều. Cưỡi ngựa không bao nhiêu. À. Nhưng mà nó đi bộ nhiều. Đi bộ nhiều. Nó mang gùi nữa. Cho cái chân nó khỏe. Vậy nó phải nhỏ con nữa đúng không? Ừ. Phải có là bao nhiêu ký? Tiêu chuẩn là bao nhiêu ký? Ai không, chính ra là tiêu chuẩn của đài người. À đúng. Melbourne Cup á? À, của Melbourne Cup mà nó... Nó sao? Nó scrap rồi. Tại sao vậy? Nghĩa là nó đăng ký bỏ. Tại sao? Còn con 24 của ông ấy nói nè. Ừ. Con Flower nè, ừ. cũng bị scratch luôn. Ô thế à? Bị scratch hết. Nghĩa là nó rút lui. Mình ngồi đằng kia mình thấy ba con nó giỏi mà sao nó lại rút lui. Con 18 cũng rút lui nè. Là sao anh Mỹ, anh coi cái gì? Tôi coi cái giá. Cái giá là giao bao nhiêu tiền? À, một đồng ăn 21 đấy đó, con số 1 nè. Số 1 là cái cross win á, là place là hạng tư hay sao? À, cái plate là một đồng ăn 4 đồng. Một đồng ăn 4 đồng. À, plate. Nếu mà plate là về nhất nhì ba. À, còn kêu 5.5 là nhân 5.5. Hay sao? 5.5 là một đồng ăn 5 đồng rưỡi. Một đồng ăn 5 đồng rưỡi. 5 đồng rưỡi. À, không phải là số nhân. Có nghĩa là một đồng ăn 3 đồng 7. À, cái này là 13 nè. Đó. Mấy trận, một trận là 20 con đi. À, cả ngàn con thôi. Cả ngàn con ở đây á. Vậy là nó phải ở đâu chứ đúng không? Đúng rồi. Bây giờ dưới farm á. Bây giờ ở Maragui là anh thấy bự lắm luôn, em phải dự chứa cả ngàn con ở thì dưới đúng đó. Rồi, tôi chứa đến 2.500 con. 2.500. Rồi bây giờ như vậy nếu mà ở đây thì một mấy ngàn con nó ở đâu anh? Ở trong đây bên cái farm chung quanh. Xa đây. Nó kéo vô thôi. À, sáng nay nó mới kéo vô. Rồi bây giờ nó chở về farm nó lại. Đúng. À, xong rồi nó chở về farm. Còn ở Maragui đường cái là nó không có cần chở đến tại anh có cái farm luôn. Đúng, mình có lời. À, bây giờ mình mới hiểu. Mày sao anh có nghĩa là anh phải nuôi hết mấy ngàn mà anh phải cho chuẩn bị cho người ta đem đến nữa. Người ta mua những cái farm nhỏ người ta để đó. Để luôn à. À. Không, ví dụ cái anh là nuôi ở Maragui anh nuôi một bao nhiêu con của anh, bao nhiêu ngựa của phục của anh. Tôi anh, sẽ anh, nuôi 1.000 con. Anh nuôi 1.000 con. Ừ. Rồi nhưng mà nếu mà đua thì anh có cho người ta đem ngựa ta qua chứ hả? Hả? Anh nếu mà cái bữa mà đua đúng nó đăng ký thôi. Nó đăng ký đua rồi mình mới ra cuốn sách giống như này. Không, nhưng mà mốt trong Maragui tổ chức á thì là ngày mốt là ví dụ cái lúc mà bữa đua thì chắc là bảy cái thời gian đầu á là mình phải đem ngựa của mình không? Rồi sau đó đó người ta bắt đầu get involved, người ta mua lại ngựa của mình là làm ownership để ta lãnh cái giải. À, có nghĩa là bây anh đầu tư khoảng hơn 1.000 con trước của anh. Đúng. Xong là người nào muốn mua con ngựa anh bán con ngựa đó. Rồi sau đó mai mốt tôi lại nhập về rồi tôi làm auction. Tôi nhập về tôi bán luôn. Bán luôn. À, à có nghĩa là tuần nào đua xong cũng có auction. Dạ, có nghĩa là giai đoạn đầu là anh sẽ đào tạo trước. Và giai đoạn thứ hai là anh sẽ đem ngựa ra ai muốn mua thì là đúng người ta tự mua. Và người ta mua luôn cái nhà ở Maragui luôn. Đúng. Đang nuôi ngựa trong đó luôn. À vì đó là thái công phải thiết kế là mỗi cái villa phải chứa được 2-3 con ngựa nữa. Đúng đúng. Thấy chưa? Cho nên cái vision cái đó gọi là quy hoạch. Quy hoạch dạ. Lớn á nha. Thì tôi mới gọi là người giỏi về cái dạ. chuyện quy ông, hoạch. Anh là quá rành đây đúng không? À. Anh chơi chuồng ngựa là bao nhiêu năm rồi? Có 40 năm. 40 năm. Dạ. Từ anh lúc này. Tôi mới qua Úc qua đây mà. Dạ.
Và cái miếng đất mà ở Maragu là 300 hectare là anh phải sưu tầm là biết bao nhiêu năm nay á? Tôi mua từ 2004. 2004 là 20 năm rồi đó, 18 năm. Mua 262 cái sổ đỏ. 262 cái sổ đỏ. Là anh gom lại 262 người ta bán cho anh á. 262 người mới ra một 300 hectare. Là anh sưu tầm 20 năm nay á. Có thể sẽ để đó đi đó để cái đủ cái size để cho anh xây cái chuồng ngựa. Đây là còn là triệu phú không á? Dạ. Tất cả người ngồi trong phòng là triệu phú hết. Tại vì chơi ngựa thấy mắc tiền quá. Chị Ly nói là trong đây những cái con ngựa đó là mỗi con là ít nhất là phải $1 triệu. Ok. Dạ. Mà có nhiều người ta có tới mấy trăm con, dạ, chứ mà là có một hai con. Còn bữa nay anh mới hiểu là một con ngựa chỉ chạy một lần một đó. Anh tính là con ngựa nó chạy xong rồi chạy ra nó chạy nữa đúng không? Ừ. Một con ngựa mà có nghĩa là người ta chở từ Dubai, từ Mỹ, từ Á Rập, từ Âu Châu qua đây mà nó chạy chỉ có một lần một thôi. Vậy thấy cái sự công sức nó biết bao nhiêu lớn. Một con ngựa mà di chuyển nuôi nó biết bao nhiêu lâu mà nó chạy có một lần một. Nhưng mà mình tới đây rồi cũng thấy cái không khí này cũng dễ để hình dung được cái mô hình ở trên Maragui anh ha. Dạ. Yeah. Với là mốt mình là phải làm cái lau nữa. Dạ. Làm một ngựa đánh chứ ai, thế là buồn lắm này con. Nhưng mà em không biết đánh sao hết trơn á. Chị Ly nói là phải đánh mới vui. Mà bây giờ không biết lựa cái con nào hết trơn. Cái này gọi là chọn đại luôn á. Tôi đánh con số 3. Em cũng đánh con số 3 đó, em chọn đại á anh Mỹ. This one, yeah? 3. Yeah. And 13. And that way, if it comes third, you still get money. Okay. All right? So 20 change. So this one, 20. 20 and 20. Place, yeah. Yeah, but that's 40. Okay. 40. So 60 back. 60 back, correct. Yeah. There you go. All the best. Good luck, all right? Okay. 60 back. Because it's 40. Oh, one more. Yeah. There you go. Sorry. Good luck. Good mass. 300. Hả? Thôi thiếu nữa. Thôi thiếu nữa. Mình đã nervous rồi mà. You guys look so fashionable. Thank you. And so you boys, I just want to take a photo. Okay. Did you look amazing? Okay. Okay, very good. Thank you. I love it. So em mua hai con. Hai con. Con số 3 và con số 13. Khi nào nó cởi? Bây giờ nó sắp cởi ra. Bây giờ mình ngồi lại đi. Dạ, chắc mình vô chỗ mình ngồi lại. Giờ đúng là mình phải đánh mình mới ngồi coi mình mới hấp dẫn đúng không? Chứ mình không thôi mình cứ thấy nó chạy qua. Không nhìn cái lều kia phải không? Mấy cái lều vô đây lều mà còn phải lều nào đẹp nữa. Không phải lều nào cũng giống lều nào không? Lều này ok mà cũng cao. Cao. Không cái kia em gần hơn. Em kia ngồi đó là em cảm giác cái con ngựa nó gần hơn, mình nghe nó cứ cà lộc luôn. Đâu con nào chạy tới nè, nó tới đây nè. Đó. Còn mấy cơ kia. Số mấy? Số 3. Số 3 với số 13. Số 2 là cuối, số 2 trăm rì. Hả? Xong chưa? Xong rồi. Ôi, xong rồi. Không ai là thắng số 7 à? Số 7. Trời ơi. Wow. 1 đồng ăn 31 đồng. Trời ơi. Lết, đúng rồi, lết. Là sao? Em cũng thắng luôn. Em biết là cái số 1. Là sao? Lấy ra lấy tiền nha. Có không? Có đúng không? Được. Được hả? Ok vậy. Hơn 4 luôn. Hơn 4. Hơn 4. Ok.
Vậy là sao? Huy có trúng không? Huy trúng về ra lãnh hay sao? Tôi cũng đánh số 3 nhưng mà trúng đánh lết. Anh Mỹ về ra lãnh hay sao? Để nó ta không biết vì sao chúng luôn. Có là mấy người mà đang đó người đang tìm mấy cái ông chích. Có nghĩa là nó chích vô con ngựa hay sao anh Mỹ? Tại vì lúc mà nó xuất phát á, cho nó mạnh. Vậy hả? Vậy con ngựa đó cũng bị hại không ta? Trời ơi, nó phạt bao nhiêu? Phạt nặng tiền luôn, là thu giấy phép. Dạ. Yeah. Em nhận ra ngoài thú vị lắm. Đang đứng á, người ta làm gì em biết không? Mới đầu anh tưởng là đi cắt cỏ, giống như phía bên cùng hay là người ta lời người ta nó đắp lại đúng không? Còn mày biết như làm gì không? Cái đang tìm mấy cái ống chích. Mà trước khi cái ngựa là có người nó đẹp ống chích theo, nó bóp vô, nó băm vô con ngựa là con ngựa nó có thuốc, nó hết hồn, nó bỏ chạy đó. Vì người ta đang tìm, nếu mà tìm được đó là hủy đó. Hay quá hơn. Đúng rồi, mình tới đây mình có mình cái này. Mình mới biết rồi. Lần đầu tiên đi xem đua ngựa luôn á. Thấy mọi người dress up mặc đồ rất là đẹp, mà đặc biệt là vô mấy cái lao này quá đẹp. Không khí đẹp ha. Yeah. Bây giờ chắc là em thấy ở ngoài cũng sôi nổi, mình đi ra ngoài mình xem thôi. Mình đi ra ngoài xem đi. Ok, yeah. Đi go. Mũi đánh số 3, mình số 1. Còn trận này trận khác rồi. Trận này trận khác. Không, nhưng mà trận này em cũng có mua. Em mua con gì? Em số 1 với số 4. Số 1 với số 4 hả? Yeah. Em thấy em thắng rồi đó nha. Trận số 6, đó sẽ nào. Em mới mua cái nữa hả? Trận số 6 đây. Oh my god. Lát số mấy? Không, từ từ. Cái này của chị là số 6 đây, trận vừa rồi mình mới chị. Trận số 6 lát đánh số 8. Lát nữa con mèo bột cát em đánh 200. Ghê vậy. Thì anh cho em chăm chút em đánh. Anh chơi một lần một thôi nha. Thế không là không có chơi đánh bài. Không chơi cái ngựa. Vậy đây. Thì chúc mình chơi mèo bằng cấp. Ok. Thì, em mình. Thế nhưng mà mình chia ra đi. Thì bây giờ em 100, cho em 100 nữa. Ok. Rồi, cho chị Liên 100. Thank you. Rồi bây giờ em đánh thêm 100 nữa cho anh. Cho anh. Anh tự đánh đi. Mắc công em đâu biết đánh đúng sao rồi, đâu. Tại công thì tự quyết chứ. Tự quyết hả? Đúng rồi, anh mới lựa mới vui chứ. Đúng rồi, thì nó mới vui. Đây, tiền của Thái Công và tí nữa em thành người hơn đô là Thái Công hãy cẩn thận. Là tình hên đó nha. Đúng không? Ok. Trận chấm Melbourne Cup là trận chấm, 3 giờ là sẽ đua. Sao chị hồi hộp không? Hồi hộp không? Very hồi hộp. Very hồi hộp. Showing speed without a fight, the international in the yellow jacket is also up there with the leaders across the track in the first 200 or 300 meters, poking up his grand promenade from barrier number one. Also Interpretation drives up to lead with Smoke and Romans, Vow and Declare and Grand Promenade. Kamora without a fight out even deeper, and Knight's Orders about seven wide at this stage with Serpentine out there with him. They were followed by Vow and Declare and back in the field Stone about getting tired. Emissary is trying very hard, but Gold Trip is right. 100 to go, 100.5 Emissary. Gold Trip is now coming to the Lexus Logan Cup. Gold Trip wins it in a real staying contest for the ages. Two Lakes Emissary, late third High Emotion, then Deauville Legend. Next to finish in the race, Realm of Flowers to Sean Sweet Jr. Then came Stockman, Bow and Declare, Arapaho, Smoke and Romans, Knight's Order, then Grand Promenade. 260 lượt.
Không, tại vì em là vừa win mà vừa về place nữa. À, thắng cả. À. Chị Ly cho 100, anh thấy công cho 100. Lời 70 đô. Mình sẽ chụp lại lưu niệm cái Melbourne Cup cho mình. Chơi rồi. Anh Dũng máu rồi, anh Dũng thắng máu rồi. Thấy lâu lâu không thấy ảnh luôn. Rồi thắng được Melbourne Cup. Yeah. Mà cái hình đẹp quá chị Ly. Cái hình này mà elegant dễ sợ luôn á. Very elegant. Đẹp ha. Con ngựa đẹp bóng rồi. Cái quyển này cầm về đẹp quá. Này có cái ông kia ông này khen cái mặc đồ đẹp nữa nè anh. Dạ. Hỏi đồng hồ của em nữa. Dạ. Anh thấy nãy giờ đây ai không gặp anh với em hỏi ồ oh, wow. Như đàn ông mặc mà elegant nhưng mà nó không cái chút fashion cũng hay, nhưng mà đừng có quá lộ liễu quá. Còn màu xanh bình thường thì cũng hơi boring. Mà xanh bình thường giống business quá. Business quá. Giống như đang đi làm vậy. Yeah. Cái đó thì mình mặc mỗi ngày. Yeah. Yeah. Chương trình đến đây là kết thúc. Gần đến đây là kết thúc. Bây giờ là còn những trận đua cuối cùng. Trận đua đã ào ra là xong rồi. Giờ ta đang đi về hết. Bây giờ trời mưa nữa. Bây giờ lạnh luôn em. Không có vừa mưa mà lạnh nữa. Bây giờ anh thấy rất là lộng lẫy luôn. Lộng lẫy chút chứ ngày sau lưng. Cũng có kiểu này kiểu kia, kiểu lão cũng từng kiểu lộng lẫy. Và hôm nay là cái ngày mà người ta được nghỉ và người ta sẽ ăn uống tới tối luôn. Thắng có chia không? Nãy tôi ngồi cái bên cái ngài luôn á, chắc là lấy hên á. Oh my god, thấy một cọc tiền không? Hả? Thấy một cọc tiền trong túi không? Nó chạy 1,200 bốn con nó cùng về đây. Còn có 50 mét là con mình nó rướn lên ăn hai lanh. Mà anh đặt sao? Anh đặt nguyên hay sao? Đấy chuyển thành một 3 cục nữa là sao? Hả? Một cục đấy tối nay chuyển thành 30 cục. Ôi giời.